Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Ban Quản trị Tòa nhà M1.2 chung cư PH Center Hưng Yên đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PH Hưng Yên sửa chữa căn hộ bị thấm nước trong thời hạn bảo hành, bảo trì theo hợp đồng. Nhưng sau gần 5 tháng, nhà đầu tư vẫn chưa có động thái gì, gây bức xúc cho cư dân. Hiện tình trạng thấm nước trần nhà đang xảy ra từ tầng 8 xuống tầng 5 của tòa nhà. Tại hành lang tầng 7, nước còn chảy thành giọt, khiến nhân viên vệ sinh tòa nhà phải dùng xô để hứng nước. Một số căn hộ của cư dân sinh sống tại đây, như căn hộ số 506 của anh Bùi Đình Khoa, bị thủng cả trần thạch cao do thấm nước lâu ngày. Căn hộ 808 của chị Nguyễn Thị Minh Huệ bị thấm trần nhà gây ẩm mốc quần áo và đồ dùng điện tử. Đường nước là bị vỡ, bây giờ là thấm vào tường nhà, rộp, ẩm mốc hết cả lên và rất là hôi. Mùi ẩm hôi nên là ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của những người sống ở trong căn hộ. Phía chủ đầu tư phải có trách nhiệm về cái chất lượng của công trình trong thời gian là bảo hành, bảo trì 5 năm mà bây giờ vẫn chưa hết giai đoạn đấy, nhưng mà ý kiến là có nghĩa là cứ bỏ lơ, không có một ai có trách nhiệm gì hết. Đã đến mùa mưa nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn PH Hưng Yên vẫn chưa khắc phục, khiến nhiều điểm bị thấm nước trần, tường nhà không chỉ ảnh hưởng đời sống của người dân trong thời gian hiện tại mà lâu dài còn giảm tuổi thọ công trình khi các vật liệu như thạch cao và gạch siêu nhẹ bị ngập nước.